bát 25 hàng Cara bãi xin. Em đã test để gửi đi cho các bác về chơi Tết. Bát bánh rất là sâu, mềm. Thì chiếc này rất là sáng các bạn. Một cặp loa với mức giá 3.900.000. Mà trong khi đấy là chúng ta sở hữu ngay cặp loa hàng xịn nhá. Giá có khi còn rẻ hơn cả loa tàu. Đấy. Chỉ có 3.900.000 thôi. Đây con lọc DOD. Các bạn nhé, con lọc DOD giá 700.000 hàng của Mỹ. Xịn nhá. Con lọc này thì rất là hay. Vì gãy mất một cần, giá 700.000 rẻ như sắt vụn. Hiện tại loa Canada Minh Vũ chỉ còn có duy nhất mấy đôi thôi. Các bác muốn sở hữu một cặp loa Bass 25 hàng bãi xịn của Canada với chất âm hay, bát sâu chiếc sáng, phù hợp cho anh em để làm karaoke hoặc có thể nghe nhạc, hỗ trợ những cái dàn karaoke của bác thiếu lời, thì khi ghép những đôi loa này vào chất âm nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Mức giá là 3.900.000 tại cửa hàng các bác nhé. Giá bán là cái giá gọi là rẻ nhất, gọi là từ miền Bắc đến gọi là miền Nam, từ miền Nam ra miền Bắc, giá rẻ nhất của đất luôn. 3.900.000, anh em nào muốn sở hữu một cặp loa bãi xịn, con này là cái gì nhỉ, C-Tai ở C-Fi nha. Đây, số điện thoại của em đây, các bác hãy nhanh tay liên hệ, 3.900.000 ạ. Rồi, clip này thì em xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi. Còn rất là nhiều những dòng loa ngon bổ rẻ khác, anh em quan tâm thì hãy nhấn đăng ký kênh nhé. Nhấn vào nút chuột quả chuông thông báo. Em quay hoàn toàn trực tiếp bằng điện thoại.